Có một ngày thôi mà các bác nướng đến ba em. Bây giờ là sang em thứ tư. Em ThinkPad này, ThinkPad X280. Con này báo cáo các bác là con này như em Tuấn đã giới thiệu rồi đấy. Con này thì phải nói luôn là bền vô đối. Và đặc biệt là mua các bác đi làm hoặc là cho các cháu học sinh thì cực kỳ gọn. Gọn nhẹ, mỏng và gà nói luôn là cầm còn gọn hơn cả một quyển sổ. Tất cả các chức năng đều có đầy đủ hết. Pin test từng con. À, lúc con này là hết bác nhé. Còn nếu như bác nào có nhu cầu nữa thì chắc chắn phải có 2 ngày nữa thì mới có hàng giả cho bác. Tầm hàng thì báo là ngày mai về nhưng chưa chắc, bởi vì phải ngày mai ngày kia đấy mới có hàng trả cho bác. Con này thì em như em Tuấn đã giới thiệu trên kênh rồi, 3.960.000. Cấu hình là chip Core i5, RAM 8GB, ổ cứng SSD 256GB thoải mái ạ. Màn hình thì báo cáo bác là đã có bản test hết rồi bác ơi, còn zin hết luôn, đẹp mỏng dính đấy. Nhưng không thể chê được con này, con này phải nói luôn là nồi đồng cối đá rồi. Riêng dòng này thì nồi đồng cối đá. Và bác nào mà không cảm thấy không tin tưởng thì tất cả các bác đang làm việc ở cơ quan ban ngành hay là ở một công ty nào đó hoặc một doanh nghiệp nào đó lớn thì bác cứ nhìn những cái máy tính máy chủ ấy, nó gọi là một cái phòng máy chạm máy chủ ấy. Bác nhìn thấy toàn máy này đây, tên nó toàn con này này. Thương hiệu ThinkPad này nó là máy chủ rất là nổi tiếng rồi. Mà những con máy chủ đấy thì nó chạy không bao giờ nghỉ, nó chạy quanh năm ngày tháng, nó chạy cả ngày lẫn đêm luôn. Có nghĩa là không bao giờ nó biết nghỉ. Đấy, những con máy chủ đấy. Đấy, cái thương hiệu này. Dòng này rất bền nhé, và đặc biệt là cho các cháu đi học. Thì phải nói luôn là vô đối, bền vô đối luôn. Đấy. Máy đã đẹp phải trên 90%, 90-95% trở lên. Đẹp xuất sắc các bác, 90-95%. Gọn, nhẹ, cấu hình phải nói là cấu hình mạnh nhé. Phần này thì cầm tay rất là dễ, cảm giác nó bám tay, nó không bị vân tay lại, ok chưa? Không bị vân tay lại. Đấy. Có cả đèn báo khi mình gặp máy tính, cái đèn này nó báo nó rất có lợi là gì? Là nhiều lúc các bác chưa tắt máy nó sẽ báo ở đây này, thì các bác tắt máy. Nhưng mà thật ra là những con máy ngày xưa, những con máy ổ cơ ấy, thì bây giờ đa số là chạy bằng SSD hết rồi, chạy SSD hết rồi nên là cũng không cần thiết lắm. Nhưng mà ví dụ như những cái máy mà ví dụ như là nó chạy bằng ổ cứng, nó chạy bằng cơ thì bắt buộc các bác phải tắt, chứ không là khi di chuyển nó hay bị cơ nó hay bị lỗi đấy. Đấy. Còn đây, con này thì em Tuấn đã nói với bác rồi đúng không ạ? Cấu hình thì em đã đọc rồi, nhưng mà giới thiệu qua em nó chạy bản Win 10 Pro, chip Core i5 đầu 7 thôi nhá. Chip Core i5 7200U. Con Core i5 này nó còn cao hơn con chip Core i7 đầu 3 đấy, đầu 4 đấy bác ạ. Đây là Core i5 đầu 7 đời cao nhất nha. RAM 8GB luôn, Win 10 bản 64 bit nha. Win 10 bản Win 10 Pro bản 64 bit, ok chưa? Con này cho các cháu đi học thì quá gọn, nó mỏng như quyển sổ luôn, nó còn mỏng hơn cả quyển sổ của sách luôn, được chưa? Đấy. Ổ cứng thì là đây, hai ổ cứng là 256 GB. Em sẽ chia hai ổ này ra cho bác luôn. Đấy. Ổ cứng 256 GB, ok chưa? Đấy rồi, vậy các bác dùng quá thoải mái luôn. Chứ để tránh những cái trường hợp là các bác không nắm được là nó mỏng bao nhiêu, nó to bao nhiêu, nó rộng bao nhiêu. Những con này phải nói luôn là làm việc, giảng dạy, đi học hoặc là tất cả các cổng trình chiếu của em nó đều có hết, vẫn đầy đủ hết đây này. Bên này cổng USB này, cửa tản nhiệt này, khe cắm thẻ này. Còn bên này nó nhìn nó mỏng, nó quá mỏng luôn. Bên này là cổng HDMI để cắm ra máy chiếu, trình chiếu lên TV hoặc máy chiếu này. Cổng USB tiếp này, cổng cắm tai nghe 3.5, rồi cổng Type-C, hai cổng Type-C luôn. Một cổng Type-C này để sạc, một cổng Type-C để kết nối dữ liệu qua điện thoại, vân vân. Nói chung là toàn cổng đời mới đấy, ok chưa? Mức giá thì em Tuấn đã báo rồi, đấy là mức giá em bán nhé. Các bác cứ tìm so sánh giá thoải mái. Đây là mức giá thấp nhất có thể. Em báo là 3.960.000. Máy đẹp xuất sắc trên 90%. Ok chưa? Rồi bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Chào các bác.